cùng Cool vận động mỗi ngày. Sắc dây thẻ quà Cool nhận bảo bối siêu Cool. Sưu tập thẻ quà Cool có trong mỗi lốc sữa Cool hoặc trong mỗi thùng túi Cool bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ quà Cool đổi ngay một quạt đa năng Cool 4 trong 1, thổi bay cường nóng, thoải mái vận động. Thu thập được 36 thẻ quà Cool, nhận liền tay một ba lô chống gù đá di năng, đi học đi chơi tiện lợi, sẵn sàng khám phá thế giới. May mắn săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe đạp thể thao siêu Cool, vận động Cool siêu chiến, chinh phục mọi địa hình. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 4 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2023. Săn ngay các bảo bối thần kỳ nào, các Cooler vận động ơi! Thảm họa bụi đỏ đang trở nên ngày càng trầm trọng, đưa trái đất xanh của chúng ta vào một tình trạng khẩn cấp chưa từng có. Những nhà máy và phương tiện giao thông thả khói, những núi rác bừa bãi, những khu rừng bị chặt trụi và cả những nguồn tài nguyên bị khai thác quá mức. Trước đây đã từng xảy ra thiên tai như lũ lụt, bão tố, động đất, mất mùa, hiệu ứng nhà kính để cảnh báo. Nhưng thảm họa bụi đỏ này ghê gớm hơn bất kỳ thiên tai nào từng xảy ra. Giới khoa học chúng tôi cũng không thể phân tích hết thành phần bụi đỏ, tìm ra được nguồn gốc chính xác hay lý giải tại sao chúng có ý chí biết đuổi theo con người. Có lẽ đây là những gì con người phải nhận lại khi không biết trân trọng và bảo vệ trái đất. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp tạm thời cho tình trạng này. Có thể là bộ đồ bảo hộ, thiết bị lọc khí, viên thực phẩm nén. Các nhà khoa học thông qua nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng đây là hệ quả của việc ô nhiễm môi trường gia tăng trong thời gian gần đây. Trong lúc chờ đợi, mọi người lưu ý hạn chế tối đa tiếp xúc với bụi đỏ và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Những ai bị bụi đỏ tấn công sẽ có triệu chứng uể oải, xanh xao, mệt mỏi, không muốn vận động, cần phải nghỉ ngơi và nhanh chóng bổ sung vitamin cùng khoáng chất. Thời của bụi đã tới rồi. Ta là nhân, bụi là số một, không gì ngăn được ta nữa. Tên bụi dạo này ồn ào quá vậy. À, ngươi làm cái gì mà rộn ràng lớn như vậy? Có yên đi không? Ô lô hả? Ngươi có biết gì chưa? Cái gì vậy? Sao tự nhiên ngươi khỏe kinh khủng vậy? Xin lỗi nha. Mấy hôm nay ta thấy vô cùng khoan khoái, không hiểu sao ta mạnh lắm luôn á. Mới vừa nãy thôi, ta đi ra ngoài thổi quả mấy cú, ai ngờ cả một loạt cây đổ sập hết luôn. Mấy con bụi đỏ hả, còn vỗ tay khen ta quá trời quá đất. Nghe hư cấu thiệt. Không tin ta hả? Để ta làm lại cho xem nha. Thôi khỏi. Có thử thì biến ra ngoài, làm cho bọn ta xem trên camera đi. Chứ thử ở đây, lỡ mà thật thì tan tành hết cả căn cứ sao? Để ta ra ngoài. Ta muốn ăn thêm nữa, ta muốn chơi thêm, muốn phá thêm nữa. Ta muốn gặp lại bụi đỏ, con người sẽ phải run sợ trước ta. Chống mắt lên mà xem đây cô lô với tiến sĩ đơ, thời của bụi đã tới rồi. Cái tên bụi đó, dạo này ta không để ý, có vẻ như hắn đã mạnh lên thật. Khuôn mặt hí hửng trông đúng là đáng ghét, chả bù với vẻ ngô nghê thường ngày.
Ta nghĩ nguyên nhân chính là do đám bụi đỏ vừa xuất hiện trên trái đất. Chắc vì cùng là bụi nên chúng cộng hưởng với nhau, lão bụi cũng trở nên mạnh hơn, dư thừa năng lượng hơn. Vậy là lão bụi đã được nâng cấp sức mạnh sao? Bụi đỏ không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn rất độc nữa. Ta với ngươi cũng không miễn nhiễm đâu. Ai tiếp xúc sẽ bị uể oải, mệt mỏi. Vậy nên đám con người gần đây rất ít khi ra khỏi nhà. Lão bụi có mạnh đến đâu, tốt nhất cũng đừng rước đám bụi ấy vào đây, không lại khổ cả lũ đấy. Sức mạnh này, thảm họa này, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng chúng để tiêu diệt nông trại quân, rồi tiến tới chinh phạt trái đất. Chạy đi mà con ơi! Và bên trái có cửa vào, hướng đó bụi đỏ chưa lan đến. Không sao rồi, các cháu đừng sợ. Mọi người uống sữa trái cây Cool, bổ sung năng lượng, lấy lại sức khỏe nào. May mà vừa rồi chúng ta tới kịp. Sao các cháu lại ra công viên chơi vậy chứ? Bọn cháu muốn được chạy nhảy, chơi thể thao ở bên ngoài cơ, nên bọn cháu trốn cha mẹ ra ngoài đó. Không phải TV đã cảnh báo là phải hạn chế ra ngoài sao? Bụi đỏ nguy hiểm lắm đấy. Nhưng mà bọn cháu muốn được vận động, ở trong nhà hoài chán lắm luôn. Dạ, mấy bài thể dục trên TV bọn cháu thuộc hết rồi. Cả nhà có sao không ạ? Các bạn nhỏ đã an toàn cả rồi, còn đánh lạc hướng tốt lắm tắm thuốc. Con đã nhờ các bạn một câu đó. Đám bụi tưởng chúng ta chạy về phía bên kia nên giờ chắc đã đuổi xa lắm rồi. Cậu dụ đám bụi đó về phía mình như vậy, bộ không sợ bị chúng làm cho kiệt sức sao? Không sao hết, vì mình đã có ba lô hoodie Queen đây rồi. Bả bố này tạo ra một lớp bảo vệ khiến bụi khói không thể chạm vào mình. Hay quá, mình cũng muốn có một chiếc ba lô hoodie Queen. Như vậy mình có thể ra ngoài chơi mà không sợ bụi đỏ nữa. Nhưng vẫn còn những con bụi to nguy hiểm hơn nhiều. Với tình hình trước mắt này, các cháu vẫn nên nghe lời người lớn ở trong nhà và tuân theo hướng dẫn trên loa thông báo thì hơn, để không xảy ra trường hợp nào như vừa nãy nữa. Vâng ạ. May mà gia đình nông dân siêu phàm chúng mình có sức đề kháng vượt trội hơn bình thường, nên có thể chống lại đám bụi đỏ. Cũng chỉ là tốt hơn thôi, chứ không phải miễn dịch hoàn toàn. Còn đó, đừng có khinh địch rồi xông vào giữa đám bụi đấy. Đúng là vận động mỗi ngày rất cần thiết, đặc biệt là với trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, mọi người phải ở trong nhà, thì dù có trốn được bụi đỏ cũng bị yếu đi thôi. Cơ bắp sẽ không còn dẻo dai, sức lực cũng không còn nhiều, do ít phải tiêu tốn năng lượng, tinh thần cũng đi xuống vì không được nhìn ngắm bên ngoài. Có khi còn bị béo phì do chỉ ăn rồi nằm nữa. Đến lúc đó đừng nói đám bụi độc, có khi ác nhân tấn công chúng ta cũng khó mà chống lại được. Wow! Xin chào gia đình nông dân siêu phàm. Ông là ai? Dạ, con tàu này là gì vậy? Ồ, phải rồi, xin tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ Nô, một chuyên gia công nghệ và là một nhà sáng chế. Cũng như bao nhà khoa học khác, tôi đang tìm giải pháp để cứu lấy tương lai của nhân loại. Và đây là công trình tâm huyết của tôi, đoàn tàu cứu sinh. Cứu sinh là sao ạ? Có phải giống áo phao cứu sinh sẽ giúp con người nổi lên trên mặt nước không? Thế này nha,
tình cảnh khốn đốn của con người hiện tại không thể được giải quyết chỉ bằng một cố gắng của một nhóm nhỏ, mà tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng ngoài kia vẫn có những người mãi không chịu hiểu, cứ nghĩ là có người muốn dọn rác rồi thì mình xả rác cũng không sao, ta không thể cùng chung sống với những kẻ vô trách nhiệm như vậy được, phải không? Vậy nên với con tàu này, tôi đã thiết kế nó như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ cơ sở vật chất. Tất nhiên là không ô nhiễm, không bụi đó, mọi người sẽ trở thành những công dân xuất chúng của tinh cầu mới. Còn tôi sẽ được tôn vinh muôn đời là vị cứu tinh của thời đại mới. Ủa, vậy là ông nghĩ cho loài người hay là ông nghĩ cho ổng vậy? Gia đình nông dân siêu phàm, các bạn cũng là những công dân ưu tú. Tôi cũng mong các bạn có thể góp ý để cải thiện cơ sở vật chất và hoàn thiện hệ thống an ninh, bảo vệ hành khách trên tàu. Dù sao bảo vệ mọi người cũng là trách nhiệm của gia đình nông dân siêu phàm mà, phải không? Sao đáng nghi quá Tàu quả mà lại như một thành phố thu nhỏ được sao? Lên tàu rồi có xuống lại được không đây? Đi ngay bây giờ sao? Nhưng chúng ta không thể bỏ nông trại và đàn bò được. Tình hình cấp bách dữ lắm, chúng ta phải đi ngay. Còn đàn bò, chúng ta sẽ quay lại đón sau khi đón đủ hành khách mà còn chỗ. Trên tàu cũng có nông trại, đủ chỗ cho đàn bò. Ba lô cun chứa được rất nhiều đồ đó, nên lúc nào anh hai cũng mang theo hết. Mọi người hãy tin tôi, đoàn tàu cứu sinh là công trình xây dựng vì tương lai của nhân loại, nên tôi đã thiết kế để nó cung cấp cho trẻ em một môi trường tốt nhất, những điều kiện đầy đủ nhất, tiến bộ nhất, để các con trở thành một thế hệ mới ưu tú. Trên tàu còn nhiều cái thú vị lắm. Các con có muốn khám phá không nào? Hay quá, có vẻ tiến sĩ Nô là người tốt đó. Tụi con muốn xem thử. Mình lên tàu thử đi papa, mama. Thôi thì tạm thời chúng ta cứ lên xem con tàu có thật là tân tiến như giới thiệu không. Và nếu có gì bất ổn với kế hoạch của ông tiến sĩ Nô này, chúng ta cũng sẽ là người ngăn chặn ngay lập tức. Nếu các con đã muốn vậy thì chúng ta cũng lên tàu đi một chuyến xem sao. Cảm ơn ông đã có lời mời chúng tôi, tiến sĩ Nô. Nô, vậy thì tốt quá. Xin mời. Thôi chết, đám bụi đỏ đã quay trở lại rồi. Mọi người lên tàu nhanh nào. Các cậu, lên tàu thôi, đợi chúng anh với. Đợi chúng anh với. Để mẹ, hai bố con giữ chân chúng một lúc đi. Đợi chúng anh với. Nhanh lên các cậu. Không tiêu chuẩn, không thể lên tàu. Cho chúng cháu vào với. Có chuyện gì vậy, tiến sĩ Nô? Các bạn nhỏ này không phải công dân ưu tú, không thể lên đoàn tàu cứu sinh này được. Vậy có cách nào không? Tụi trẻ cũng là tương lai của nhân loại mà. Xin ông hãy cứu chúng. Thôi được rồi, không phải là không có cách. Xe bay đâu? Đây là ô tô bay không người lái, một công nghệ của đoàn tàu cứu sinh. Nào, các cháu mau lên xe. Đọc địa chỉ nó sẽ đưa các cháu về nhà. Không còn cách nào khác, tụi con lên xe nhanh lên. Papa bự, chớp chớp, mau lên tàu thôi. Mau đi thôi chớp chớp. Thấy hết rồi nha. Gia đình nông dân siêu phàm à, tiến sĩ Nô à, đoàn tàu cứu sinh cơ à. Chào mừng mọi người đến với đoàn tàu cứu sinh. Đẹp thiệt đó. Không ngờ bên trong toa tàu lại rộng lớn thế này, cứ như chỉ là bước qua cửa đến thế giới khác vậy. Chúng tôi đã dùng kỹ thuật nén không gian khiến diện tích bên trong tàu lớn hơn rất rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Có vậy mới xây dựng đủ cơ sở vật chất thành một thành phố thu nhỏ cho các công dân ưu tú được chứ.
lên xe nào. Chúng ta sẽ làm một vòng quanh thành phố để tôi giới thiệu thêm nha. Rộng lớn như thế này, chắc quản lý hết cũng vất vả lắm nhỉ? Ồ, không đâu. Toàn bộ hệ thống điều khiển con tàu đều được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. Để tôi cho mọi người xem. Chào mừng quay lại, tiến sĩ Nô. À, có người mới. Chào mừng quý khách đến với đoàn tàu cứu sinh. Dễ thương quá. Đây là gì vậy tiến sĩ Nô? Đây là cừu mây. Cừu mây có cảm xúc tự nhiên cũng như khả năng suy nghĩ độc lập và phát triển trí thông minh y như con người. Hay thật đó. Vậy nó cũng là một kiểu robot phải không ạ? Còn đẳng cấp hơn cả robot đấy chứ. Đây là công nghệ sẽ dẫn nhân loại đến một tương lai mới. Hả? Cái gì thế này? Ê Bụi, người trước cái gì về đây vậy? Đem chúng ra ngoài ngay. Nghiên cứu của ta. Thôi chết rồi, hôm nay chơi đến đây thôi nha. Ngày mai ta lại ra nha. Đây là căn cứ của bọn ta, các ngươi không vào được đâu. Trời ơi, công sức cả ngày hôm nay của ta. Ta đã bảo chơi gì thì chơi, có cho tụi nó vào đây rồi mà. Ta với Khô Lô không phải Bụi, bọn ta không có miễn dịch như ngươi đâu. Làm gì mà căng vậy? Giờ là thời của Bụi rồi, hai ngươi ngồi một chỗ cũng có sao đâu. Căng mắt ra mà xem, Bụi bọn ta sẽ thống trị thế giới này. Cái thái độ gì vậy? Này lão Bụi, ngươi càng ngày càng tăng động và hung hãn rồi đó. Phải, chẳng bây giờ ta là kẻ mạnh nhất ở đây. Thời của Bụi có gì hay ho chứ? Ngươi chỉ là thứ hữu dụng vô vô, có mạnh mà không có khôn. Đừng quên bộ óc thiên tài với những phát minh tuyệt vời của ta mới là vũ khí mạnh nhất của cả bọn nhé. Ngươi chỉ đi ghen tị với ta thôi. Sức mạnh của ta đủ để diệt cả nhân loại, không cần đến các phát minh dở hơi của ngươi nữa. Chúng ta là bộ ba ác nhân thì phải hướng đến lợi ích chung chứ. Đám Bụi các ngươi mà tiêu diệt nhân loại thì còn ai cho ta thống trị? Còn ai sẽ tán dương ta? Rồi ta phải xử lý các ngươi nữa mới chiếm lấy trái đất được. Quá phiền phức. Tóm lại ta không thích đám Bụi đó. Ta phải nghĩ cách xử lý cái thảm họa này càng nhanh càng tốt mới được. Đừng hòng, Bụi đó chính là mạng của ta. Ha, tiến sĩ Đơ, người nói cứ như anh hùng muốn cứu thế giới vậy. Thích thì xuống bắt tay với gia đình nông dân siêu phàm đi. À, phải rồi, quên mất, ta vừa hóng được một tin cực kỳ hấp dẫn ở chỗ gia đình nông dân siêu phàm. Để ta kể cho nghe. Cái gì? Thật sự có một đoàn tàu hiện đại như thế ư? Không thể tin nổi. Thế thì tao hủy diệt trái đất còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tụi nó kéo nhau đi rồi thì ta thống trị ai đây? Ta cũng không thích kế hoạch đó. Ta không cho phép kẻ nào chạy thoát khỏi Bụi. Được lắm. Vậy thì trước mắt chúng ta hãy đột nhập lên con tàu thử xem, rồi tìm cách đập nát cái trò cứu sinh đó của bọn chúng. Đồng ý. Đoàn tàu cứu sinh được thiết kế để tạo môi trường sống và phát triển tốt nhất cho các công dân ưu tú. Chúng tôi cung cấp cả buồng dịch chuyển xuyên không gian, đưa hành khách tới địa điểm mong muốn ngay lập tức. Thật hiện đại quá. Nhưng hệ thống này có chống lại được ảnh hưởng của Bụi đỏ không? Xin đừng lo lắng, không khí bên ngoài rất khó lọt vào. Vậy còn năng lượng để vận hành đoàn tàu thì sao hả cừu mây? Ngoài một số năng lượng tự nhiên như gió và mặt trời, chúng tôi cũng thiết kế để tận dụng công năng, khuyến khích mọi người vận động, tập thể dục thể thao để tạo thành năng lượng dự trữ. Như vậy, các công nhân vừa khỏe mạnh, năng động, vừa đóng góp cho hoạt động của đoàn tàu. Ngoài ra... Ơ, cậu sao vậy? Có chuyện gì đấy? Để tôi nói nốt luôn cho.
Ngoài ra, chúng tôi còn có một hệ thống robot hoạt động liên tục ở khoang năng lượng. Con người cần vận động là tốt, nhưng chúng tôi không thể để họ lao động cực lực như thời nô lệ được. Cứ để việc đó cho robot lo, dù sao chúng cũng bền sức hơn con người nhiều. Các công dân ưu tú cứ việc phát triển hết khả năng là được. Thật tuyệt vời, đây đúng là một công trình tâm huyết được đầu tư vô cùng kỹ càng. Tuy mọi người nhìn thấy đoàn tàu tối tân là vậy đó, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo, đặc biệt là hệ thống an ninh. Bà Bự, Mama Bay, tôi có thể nhờ hai vị lên toa đầu để kiểm tra hệ thống an ninh không? Tất nhiên là được rồi, tiến sĩ Nô. Chúng ta đi thôi. Wow, các cậu ấy nhanh thật đó. Có phải là nhờ mấy đôi giày kia không? Tiến sĩ Nô ơi, cháu có thể mượn một đôi được không? Cháu muốn nhanh chóng khám phá hết tất cả các khu trong đoàn tàu này. Được chứ, nhưng bây giờ ta bận phải đi kiểm tra hệ thống an ninh. Các cháu cứ đi chơi đi, rồi lát nữa gặp lại ta lấy cho nha. Dạ, tiến sĩ hứa rồi đó nha. Tiến sĩ ơi, cho cháu chơi với cô May được không? Được chứ, được chứ. Hi, hay quá. Hai đứa đi chơi cẩn thận. Các con nhớ đừng phá phách nghịch ngợm gì đó nha. Các cháu vào các buồng dịch chuyển đằng kia, nhập nơi muốn đến là sẽ được đưa đến ngay. Em sẽ tới khoang nông trại. Em muốn xem ở đây trồng cây thế nào, có các bạn bò như ở nhà mình không? Còn anh sẽ tới sân vận động. Sân vận động hiện đại quá. Có thật luôn nè. Cứ như là sân ngoài trời thật, chứ không phải là ở trong nhà nữa. À, anh Văn Lâm. À, thì ra là Chớp Chớp. À, em chào anh Quang Hải. Toàn phải tập trung để sút bóng chính xác hơn nhé. Cú sút của cậu mạnh lắm. Không cẩn thận sẽ làm người khác bị thương đấy. Các anh này trông quen quá. Là các tuyển thủ trong đội tuyển bóng đá thành phố Cool đúng không ạ? Em thấy các anh ở trên TV rồi. Anh Văn Lâm là thủ môn nè. Anh là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Anh Văn Đức chuyên sút xa nè. Còn anh Văn Toàn chuyên bứt tốc ghi bàn. Còn có anh Đỗ Kim Phúc tân bóng siêu kỹ thuật nữa chứ. Nè, cậu bé biết rõ bọn anh quá ha. Cũng yêu bóng đá lắm đúng không? Dạ, em thích chơi thể thao lắm. Nhất là bóng đá. Trông em cũng quen lắm. À, phải rồi, có phải là Chớp Chớp của gia đình nông dân siêu phàm, các anh hùng chuyên bảo vệ mọi người khỏi các thế lực xấu hay không? Dạ, đúng rồi ạ. Ôi, được biết các anh đúng là vinh dự quá. Mọi người cũng được mời làm hành khách trên đoàn tàu này hả? Tiến sĩ Nô nói, đội tuyển của bọn anh cũng là những công dân ưu tú, nên đã đến đón bọn anh ở sân tập. Hiện tại chỉ có 6 người lên tàu thôi. Những anh em còn lại bận chút việc riêng nên sẽ tới muộn hơn. Anh ơi, tại sao cầu thủ cũng là công dân ưu tú vậy? Không phải mọi người ở đây được khuyến khích tập thể dục đó sao? Bọn anh sẽ là những người đi đầu cổ vũ, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thể thao để công dân trên tàu được vận động mỗi ngày. Thật ra, với thảm họa bụi đỏ đang diễn ra dưới mặt đất kia, cầu thủ bọn anh thật bị ảnh hưởng lắm. Có lẽ là vì vận động nhiều nên sức đề kháng tốt hơn bình thường. À, ra là vậy. Thế lại càng có lý do để mọi người nên tập thể dục thể thao thường xuyên rồi. Càng khỏe mạnh thì càng không sợ vi khuẩn, virus hay bụi bẩn gì hết. Đúng là như vậy. Nãy giờ á, bọn anh đang tập bóng cho các bạn nhỏ này nè. Thôi, chúng ta quay lại chơi tiếp nào mọi người. À, em nữa, cho em chơi với. Được, cậu bé, cứ tham gia với bọn anh. Chớp Chớp siêu tốc độ hả? Thử đua bứt phá với anh xem sao. Dạ. Xem em đi. Hả, chuyện gì vậy? Báo động khẩn cấp. Báo động khẩn cấp. Phát hiện ác nhân xâm nhập đoàn tàu. Sao chứ? Báo động khẩn cấp. Báo động khẩn cấp. Yêu cầu toàn bộ người dân tập trung về các toa đô thị cho đến khi tình hình được giải quyết. Ác nhân? Không lẽ là đám Khô Lô, tiến sĩ Đơ và lão Bụi? Khởi động hệ thống an ninh. Tiến sĩ Nô, nếu những kẻ xâm nhập là ba tên ác nhân kia thì e là robot an ninh không đủ sức chống lại đâu. Chúng nguy hiểm lắm. Bọn tôi sẽ trực tiếp chiến đấu. Phải rồi, vậy thì tốt quá. Tụi mây chưa biết vị trí chính xác của những kẻ xâm nhập nào. Những kẻ xâm nhập đang ở khoang nông trại. Khoang nông trại? Ôi không, tám thuốc đang ở đó. Báo động khẩn cấp. Báo động khẩn cấp. Phát hiện ác nhân xâm nhập đoàn tàu. Yêu cầu toàn bộ người dân tập trung về các toa đô thị cho đến khi tình hình được giải quyết. Chúng ta phải nhanh chóng đến khoang nông trại để đối đầu với chúng.
Cảm ơn Baba Bự, Baba Bay. Mau mau qua buồng dịch chuyển, tôi sẽ đưa hai người đến đó. Các em bình tĩnh, những quả bóng ở sân vận động này là bóng quân phản quang. Mọi người tập trung lại đây nào. Những kẻ xâm nhập đang ở khoang nông trại. Khoang nông trại? Ôi không, tám thuốc. Chớp chớp. Em gái của em đang gặp nguy hiểm. Em phải đến chỗ đám ác nhân và đánh bại chúng. Xâm nhập đoàn tàu. Yêu cầu toàn bộ người dân tập trung về các toa đô thị để đánh khi tình hình được. Làm sao mình tới khoang nông trại được đây? Báo động khẩn cấp. Báo động khẩn cấp. Đây rồi. Nông trại ở hướng này. Nhưng nếu tự chạy đến chắc sẽ mất thời gian lắm. À ha, đây chắc là của các bạn ban nãy bỏ quên đấy mà. Tớ mượn một chút đi nhé. Tám thuốc chờ anh nha. Anh hai đến đây. Cái gì? Ủa, con nhóc này tám tuốt đến đây chơi đó hả? Dạ, tiến sĩ đang làm gì ở khoang nông trại vậy ạ? Hệ thống điều khiển đang gặp lỗi. Ta muốn sửa chữa nhưng loay hoay mãi không kết nối được đây. Hệ thống điều khiển gặp lỗi sao? Nhưng cùng may, robot quản gia của đàn tàu ở đây mà. Robot quản gia. Ở đây còn ở đây là thế này. Ồ, vào được hệ thống thật rồi nè. Tốt lắm, cứ giữ như vậy cho ta. Nhưng mà không phải tiến sĩ Nô đi với ba ba và mama tới đầu tàu sao? Tám tuốt à, bây giờ ta đang bận rồi. Cháu ra chỗ khác chơi đi. Trong lành quá, ta mệt hết chịu nổi rồi. Cố mà chịu đi, chờ lão đơ. Ôi, ác nhân. Con nhóc tam tuốt kìa. Không ngờ lại gặp ở đây, bắt nó. Đừng hòng nha. Bạn bò ơi, giúp mình với. Tí Sino, cù mây, mau chạy đi. Thoát được bọn tao sao? Được lắm, tao sẽ giữ mày làm con tin, để lát gia đình nông dân siêu phàm có xuất hiện cũng không phản kháng được. Không! Thả ta ra! Tiến sĩ Nô, cù mây, mau chạy đi! Nô đâu mà nô, lão đờ đó. Này, là tiến sĩ Đô sao?
nhớ. Ngươi vẫn chưa kiểm soát được con tàu này sao? Ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Ta muốn tấn công những khoang của con người. Đừng có giục ta. Hệ thống này phức tạp lắm. Ta đang xâm nhập dần dần đây rồi. Mà tự dưng lại làm lộ thân phận ta sớm thế. Nhỡ mà nó không chịu hợp tác nữa thì sao hả? Cái con gì thế này? Nghe con bé kia bảo là robot quản gia của đoàn tàu gì đấy. Nãy giờ ta đang dùng nó để xâm nhập vào hệ thống. Ngươi đã biết ta không phải lão nô thật sự rồi mà vẫn đang giúp ta sao? Đúng là máy móc, trình độ chỉ đến thế thôi. Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Phát hiện ác nhân xâm nhập đoàn tàu. Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Phát hiện ác nhân xâm nhập đoàn tàu. Cái gì vậy? Sao giờ lại báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Phát hiện ác nhân xâm nhập đoàn tàu. Đám ác nhân thì ra đúng là các ngươi. Ba ba, ba ma cứu con. Tám tuốt. Chúng ta đã đến đây rồi. Các ngươi đừng hòng tác quái nữa. Ủa, có tới hai tiến sĩ nô. Các ngươi, làm sao mà các ngươi đột nhập lên tàu này được? Phải cảm ơn là trong ta và ngươi cũng giống nhau. Ta chỉ cần cải trang một chút, sau đó hắt vào hệ thống nhận diện là có thể lên tàu ở ga vừa rồi. An ninh của các ngươi kém quá đấy. À không, phải là do ta quá tài năng mới đúng. Đúng là như vậy. Các ngươi khôn hồn thì đứng yên đó. Nếu manh động thì đừng trách ta ra tay với con nhóc này. Mau thả tám tuốt ra rồi đo sức với ta nè. Cừu mây, sao ngươi không kích hoạt hệ thống an ninh? Sao ngươi lại ở bên chỗ đám ác nhân? Anh bạn nhỏ này tưởng ta là ngươi nên nãy giờ đang giúp ta hack vào hệ thống điều khiển đấy. Bình tĩnh nào, chỉ còn chút nữa là xong. Các ngươi cứ đứng yên đấy mà chiêm ngưỡng. Không thể tin được, ta mất gần hết quyền kiểm soát rồi. Sao nãy giờ không được báo động gì cả thế này? Nhưng không sao, với những phần còn lại này thì vẫn có cách. Đám máy móc ngu ngốc, ta đã bảo là xâm nhập nhanh lên rồi mà không chịu nghe. Được, gia đình nông dân siêu phàm, có giỏi thì xông vào. Bước qua sát tụi ta trước đã, cho các người biết giờ ta là vô địch rồi. Chấp chấp, đem tám tuốt lui về sau. Tiến sĩ nô cũng nấp đi. Bị thương không tám tuốt? Dạ, em lão tiến sao? Sĩ kia đâu rồi? Cả cừu mây nữa. Tranh thủ lúc khô lô và bụi đang câu giờ, ta phải nhanh hoàn tất chương trình kiểm soát con tàu thôi. Giờ đây hoàn tất rồi, quyền kiểm soát con tàu bây giờ thuộc về ta. Cái gì? Được lắm, cuối cùng cũng xong. Cập nhật hệ thống, cập nhật hệ thống, cập nhật hệ thống, cập nhật hệ thống. Hả? Ngươi là gì vậy? Ôi à, máy tính của ta, con cừu kia, sao ngươi dám? Cừu mấy? Nâng cấp hoàn tất, nâng cấp hoàn tất. Cuối cùng thời khắc này cũng tới, toàn bộ con người vui. Từ bây giờ, quyền kiểm soát đoàn tàu cứu sinh thuộc về trí tuệ nhân tạo. Nhưng dành máy móc, ta sẽ giáng đòn trừng phạt xuống các người. Đảo ngược quy trình lọc khí, hãy mang bụi đó vào đây. Thank you.
Đây là bụi đỏ từ bên ngoài sao? Hình như hệ thống lọc khí của đoàn tàu đã bị đảo ngược rồi. Thay vì tạo ra không khí trong lành thì khói bụi ô nhiễm đã bị hút vào. Hả? Đỡ lấy. Thiết lập để điều khiển nhiều thứ thế này, nó lấy quyền quản lý đâu ra vậy? Không lẽ lại là chương trình xâm nhập vừa rồi của ta? Đúng vậy. Từ đầu ta đã biết ngươi là giả rồi. Ngươi tưởng đã hack vào hệ thống, nhưng thật ra đã bị ta lừa viết chương trình nâng cấp để ta cướp lấy toàn bộ quyền điều khiển con tàu. Không thể tin nổi, ta lại bị một con cừu lừa. Tức quá mà. Không lẽ do bụi đỏ nên hệ thống của cừu mây bị chạm mạch nên nó mới có những suy nghĩ xấu xa? Xấu xa? Không, kẻ xấu xa chính là con người. Chính các người đã tự hủy hoại thế giới của mình rồi mới phải trốn lên đoàn tàu này, dựa dẫm vào máy móc chúng ta để sống an nhàn. Những kẻ lười biếng vô ý thức, chống mắt lên mà xem đây. Giờ lại còn thêm bụi độc. Để đó cho ta, xem ta đây. Hãy đỡ lấy lòng xoay của bụi ta.
Cừu may chạy thoát rồi. Ở đây tạm ổn rồi. Chớp chớp, Tắm Tuốt, các con có sao không? Dạ, tụi con không sao. Ba ba, mama, tiến sĩ Nô bị kiệt sức rồi. Tắm Tuốt, con mau lấy sữa lúa mạch Cun giúp tiến sĩ Nô lấy lại sức khỏe đi. Dạ. Mama ơi, sắp hết sữa chúng ta mang theo mất rồi. Cảm ơn cháu. Không sao. Sữa Cun còn dưới toa hàng hóa, nhiều lắm. Không ngờ cừu mây của ta lại có những suy nghĩ như vậy. Không ngờ chúng ta lại bị con cừu đó chơi một vố như vậy. Nó quá lợi hại. Chắc chúng ta phải bắt tay với nó để kiểm soát đoàn tàu này, hoặc nếu không sẽ phải tiêu diệt nó. Con robot kia muốn tiêu diệt hết loài người đó. Nó còn biết gọi Bụi Đỏ tới nữa. Ta và ngươi không chịu được thứ đó đâu. Ngươi nghĩ sao hả lão Bụi? Ngươi chơi với đám Bụi Đỏ, liệu có thể kiểm soát chúng để không ảnh hưởng tới bọn ta không? Hả? Cái gì đây? Sao ngươi trông như con tôm luộc vậy? Đây à, ta không biết. Và ta đang thấy tràn trề sức mạnh đây, sẵn sàng hủy diệt hết toàn tàu này. Giờ này chắc chắn các bạn vui của ta đã gây bệnh cho toàn bộ con người trên này rồi. Này này, đã bảo là ngươi phá hết mọi thứ thì còn gì cho chúng ta kiểm soát với thống trị hả? Ta không biết. Thôi thôi thôi, đứng đây nói mãi cũng không được gì. Trước hết hãy bám theo đám gia đình nông dân siêu phàm đã. Chắc chắn là chúng đang tìm con cừu mây đó. Đi, ta phải đập nát con cừu đó. Cuối cùng cũng được phá hoại rồi. Ba ba, mama, mấy tên ác nhân đang đuổi theo kìa. Không sao, có vẻ chúng không nhắm tới chúng ta. Ưu tiên bây giờ là an nguy của những hành khách trên tàu. Phải bảo vệ mọi người khỏi đám máy móc nổi loạn. Dạ. Em sợ quá. Các em đừng sợ, có tụi anh đây rồi. Đừng để bị kích động. Có thể đám robot sẽ tấn công vì đứng chúng ta phản kháng đó. Không biết chúng định làm gì với chúng ta đây. Hả? Đó là cừu mây mà. Con người hãy nghe đây. Từ giờ ta sẽ tiến hành kế hoạch cải tạo đoàn tàu cứu sinh thành đô thị dành riêng cho máy móc. Nên làm sao bây giờ? Chống đối bọn chúng ở đây sẽ gây nguy hiểm cho các bạn nhỏ. Nhưng chúng ta cũng không để các em ấy ở lại đây một mình được. Dừng lại ngay, đám máy móc kia. Chớp chớp kìa. Hả? Đừng hòng làm hại dân thường. Chúng ta đã đến đây rồi. Bụi Đỏ ở đây cũng bị cừu mây điều khiển sao? Ông đến rồi hả tiến sĩ Nô? Những công dân ưu tú ông tuyển chọn rất chăm tập thể dục thể thao, phù hợp để lao động khổ sai phục vụ chúng ta lắm. Đừng nhiều lời nữa. Đừng có hầm. Hả? Lão Bụi cũng theo phe cừu mây rồi sao? Đúng là một cơ hội tốt để đánh bại con người. Thời của Bụi đã tới rồi. Này con cừu kia, Bụi chúng ta sẽ hợp tác với lại các ngươi. Lão Bụi cũng biết phe nào mạnh hơn đấy. Này, đám anh hùng rơm, nếu còn xông tới, bọn ta sẽ tấn công đám nhóc này và những tên cầu thủ này. Máy móc mà cũng hèn quá, dám dùng cả con tin. Úi, tiến sĩ Nô. Đừng liều lĩnh, con trai. Tên Bụi phản bội chúng ta rồi. Nhân lúc này, mau chạy thôi.
Đám phiền phức này đừng có hòng. Mau lên, mau lên. Ôi không, các anh ơi, đồ xấu xa. Hả? Ta sẽ không tha cho ngươi. Hả? Tạm thời là xong đám chống đối. Này lão bụi, ta cần ngươi dẫn đoàn quân bụi độc đi giám sát việc khống chế nhân loại ở những toa tàu khác. Chỉ giám sát thôi à? Tên nào không nghe lời thì cứ trừng phạt như người muốn. Được đấy, bụi đâu, tập hợp tiến công. Dạ ông, ta sẽ ban cho ông sứ mạng quan trọng nhất của chiến dịch cải tạo này. Như ý ông muốn, ông sẽ được ghi dấu trong một phần lịch sử của thế giới mới. Cả nhà có sao không? Con không sao. Tám tuốt đâu rồi nhỉ? Mọi người ơi, con đây. Con cừu chết tiệt. Ngươi dám quay tụi ta như thế à? Đừng hòng ta để ngươi thích làm gì thì làm. Con cừu kia quá nguy hiểm. Có theo phe nó, ta cũng thành tay sai. Tình thế này chắc phải tiêu diệt nó trước cho an toàn. Hình như chúng ta bị đẩy đến khoang hàng quá rồi. Theo như tiến sĩ Nô nói, đây chính là phía cuối đoàn tàu. Nó sẽ không nhốt chúng ta ở đây mãi đâu. Chưa kể những người dân khác trên tàu cũng đang gặp nguy hiểm. Ta phải chủ động tấn công thôi. Đúng vậy, cả nhà ta cùng vượt qua đoàn tàu nào. Nè, hai tên ác nhân kia, hai ông cũng phải tham gia nữa. Là tại mấy người mà cụ may kiểm soát được đoàn tàu này. Chịu trách nhiệm đi chứ. Người bảo ai chịu trách nhiệm hả? Ta cũng sẽ tham gia, nhưng không phải vì các ngươi đâu đấy. Ta phải trả thù con cừu ngu ngốc kia. Có vẻ như không còn cách nào khác. Được thôi, chúng ta sẽ giúp các ngươi một tay. Tạm thời đình chiến. Tạm thời đình chiến. Cùng Cun vận động mỗi ngày. Sắc ngay thẻ quà Cun, nhận bảo bối siêu Cun. Sưu tập thẻ quà Cun có trong mỗi lốc sữa Cun hoặc trong mỗi thùng túi Cun bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ quà Cun, đổi ngay một quạt đa năng Cun 4 trong 1, thổi bay cường nóng, thoải mái vận động. Thu thập được 36 thẻ quà Cun, nhận liền tay một ba lô chống gù đá di năng, đi học đi chơi tiện lợi, sẵn sàng khám phá thế giới. May mắn săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe đạp thể thao siêu Cun, vận động Cun siêu chiến, chinh phục mọi địa hình. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 4 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2023. Săn ngay các bảo bối thần kỳ nào, các Cuner vận động ơi! Được lắm, tạm thời đình chiến. Trước mắt, bọn ta sẽ hợp tác với gia đình nông dân siêu phàm các ngươi để tiêu diệt con cừu máy ngu ngốc đó. Hội ác nhân các ngươi cũng đừng hòng giở trò gì làm hại người dân. Dù là có đình chiến thì chúng ta vẫn sẽ đề cao cảnh giác. Ha, tin tưởng bọn ta đến đâu là việc của các ngươi. Dù sao chúng ta cũng chung mục đích đến, đó là đầu tàu. Này, các ngươi tính cứ thế mà xông lên sao? Con cừu kia có đám robot, còn biết dùng người dân làm con tin, lại thêm cả lão bụi và bụi đỏ ở phe chúng. Cả đoàn tàu này có thể xem như là kẻ thù của chúng ta rồi. Phải đấy, đoàn tàu này không phải là nơi quen thuộc với chúng ta. Ta cần có một kế hoạch rất cẩn thận và cả phương án dự phòng. Hả? Mọi người ơi, nhìn nè. Hả? Wow,
sữa của anh quá. Ồ, sữa trái cây Cool chuẩn 5 sao cho hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, giảm bệnh vặt này. Sữa Cool sô-cô-la lúa mạch giúp tăng cường năng lượng, tăng chiều cao. Còn có cả sữa chua uống vị cam và dâu ngon tuyệt, giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh nữa. Có lẽ tiến sĩ Nô muốn cung cấp sữa cho cư dân trên đoàn tàu để mọi người được khỏe mạnh mỗi ngày đấy mà. À, còn nhớ tiến sĩ Nô cũng nói là... Đây rồi, giày Patin Cool. À ha, em cũng muốn một đôi. Còn trong này thì có gì? Hả? Hả? Là bóng dạ quang Cool. Ta hãy mang sữa cùng các bảo bối này theo, nhất định sẽ rất có ích trong cuộc chiến với cừu mây. Mama, vậy mama cho hết vào ba lô của con đi. Ba lô hoodie Cool có sức chứa vô hạn mà còn nhẹ tênh, giúp con chứa bao nhiêu đồ cũng đều không thấy nặng. Ừ, được rồi, chúng ta chuẩn bị hành trang nào. Cái cửa này chắc chắn quá đi. Nếu ta và ngươi cùng hợp sức, chắc chắn sẽ phá được. Được thôi. Một, hai, ba. Mọi người sẵn sàng chưa? Cùng vượt qua đoàn tàu nào. Hả? Kích hoạt chế độ an ninh. Các kẻ chống đối nghe cho rõ đây, từ toa cuối lên đầu đoàn tàu sẽ có những chướng ngại vật cực kỳ thử thách để cản đường những tên phá hoại. Các người sẽ không bao giờ tới được chỗ ta đâu. Ê, cứ cười nữa đi con cừu kia. Bao giờ bắt được, ta thề sẽ cạo sạch lông nhà ngươi. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Được, mọi người sống lên, cùng vượt qua đoàn tàu nào. Ê, các ngươi mạo mèo quá đi. Wow, nhiều các bạn thú quá. Sao các bạn ấy trông đáng sợ quá vậy? Đây là toa sở thú à. Tiến sĩ Nô cũng muốn bảo tồn cả các loài động vật quý nữa đây mà. Tránh đường ra, đám động vật này. Khoan, đây đều là những động vật quý hiếm, không được làm hại chúng. Hơn nữa chúng còn quá đông, cứ thế xông lên thì không ổn đâu. Để con. Các bạn thú đừng sợ, tụi mình là gia đình nông dân siêu phàm, tụi mình không làm hại các bạn đâu. Tám tuốt, coi chừng. Bây giờ tụi mình... Ui da. Giờ thì ai thèm quan tâm tụi nó hiếm hay không nữa. Làm sao bây giờ? Các bạn thú không nghe mình, mà mình cũng không nghe được giọng các bạn ấy. Cứ thế này thì nguy mất. Này, các người chỉ gạt đám thú ra thì làm sao mà ta đi tiếp được? Đừng la lớn vậy chứ, nhỡ chúng ta bị phát hiện thì sao? Bạn Do bị kẹt rồi, để mình giúp một tay. Sẽ kéo từ ngoài này, tiến sĩ đỏ răng cũng đẩy ra nha. Hai, ba, nào. Yeah, 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 yeah. Wow, thành công rồi.
Thật à? Bày thế? Hả? Nhà bôi kia, các người dám bảo vệ con người, ta phải trừng phạt mới được. Đừng, đừng ông hổ ơi, bọn con không phải người xấu mà. Con nhóc, im lặng đi. Ta biết quá rõ con người, không có tên nào tốt đẹp hết. Một giống loài ích kỷ, không biết tôn trọng tự nhiên. Nhìn ngươi là ta biết ngay chính là kẻ xấu. Bắt giữ con cầm đầu rồi. Ông Khô Lô, đừng hại ông hổ. Hơi, phiền phức quá đi, tránh ra. Tám Tuốt, còn có sao không? Ngươi không thoát được đâu. Đủ rồi, con hổ đã kiệt sức, không cần hại nó nữa. Dớ dẫn, không hạ con cầm đầu thì sao mà tiến lên được. Nhưng mà con đã nghe thấy lời của ông hổ, động vật ở đây không thích con người, vì các bạn ấy đã bị đối xử tệ đó à. Phải, con người với chúng ta đều xấu xa, nhưng các ngươi thì lại bảo vệ ta sao? Không phải ai cũng độc ác như thợ săn đông hổ. Gia đình bọn con sống ở nông trại Cun rất gần gũi với thiên nhiên. Nhiều người bây giờ cũng đã biết bảo vệ môi trường. Và cả tiến sĩ Hô đưa các bạn thú lên đây cũng là để bảo vệ nữa. Thật là khó tin. Giờ đang có những kẻ ác thật sự đang muốn chiếm lấy con tàu này, đe dọa cả con người lẫn muôn thú. Bọn con đang muốn lên đầu tàu để đánh bại chúng. Ta không tin con người tốt đẹp như vậy. Nhưng được thôi, vì các ngươi vừa nãy đã cứu ta. Nếu muốn vượt qua nơi này thì tự đi mà tìm đường lấy, với điều kiện là không được phá thêm cái gì ở đây nữa. Cảm ơn ông hổ nha. Ổn rồi, ta đi tiếp thôi. Cửa này cũng khóa rồi. Ban nãy hổ nói không cho chúng ta phá tường, phải tìm cách nào đó thôi. Hả? Ta nghĩ phải có chìa khóa đâu đó quanh đây, thử đi tìm xem. Mọi người cầm thêm huy hiệu liên lạc nè. Lạ quá, sao chỉ nơi này là có tượng? Chắc tiến sĩ Nô thích cừu lắm. Hả? Chuyện gì vậy? Phát hiện kẻ xâm nhập. Phát hiện kẻ xâm nhập. Chừng
À, tôi thấy ông tiến sĩ tới bấm bấm cái gì ở tượng cừu kia đó. Vậy chắc đó là bảng điều khiển của ta tàu này rồi. Đem đến đó kiểm tra thử. Vậy anh sẽ đánh lạc hướng đám cừu. Hướng này. Bên này nè. Hướng này. Có giỏi thì lại đây. Vui lòng nhập mật mã. Có 5 chữ cái. Có mật mã nữa sao? Biết là gì đây? Hay là con cụ? Mật mã không chính xác. Vui lòng thử lại. Ôi không! Cẩn thận! Mật mã chính xác. Thành công rồi. Em giỏi quá. Chớp chớp, tắm thuốc. Hai con có sao không? Ba ba, tụi con đã tìm được bảng điều khiển sở thú. Có thể mở cửa ra được rồi. Con giỏi lắm, chúng ta nhanh chóng tới toa tàu tiếp theo thôi. Ôi chà, nhiều máy móc hỏng quá. Chắc đây là những thiết bị bỏ đi trong quá trình phát triển đoàn tàu đây mà. Có vẻ ở đây không có robot an ninh nào. Nhanh vượt qua bãi rác này thôi. Mọi người nhớ cẩn thận, một vài thiết bị nếu chạm vào sẽ bị điện giật đấy. Mẹ sẽ chỉ đường cho mọi người băng qua mê cung này. Ba ba ơi, chỗ này nhiều rác quá ha. Không như ở nông trại quân nhà mình. Đúng rồi con à. Không như rác hữu cơ bao gồm thức ăn thừa, củ quả, trái cây, rất dễ phân hủy và tái chế. Rác vô cơ cũng có nhiều loại tái sử dụng được, như đồ nhựa, thủy tinh. Các nhà khoa học vẫn đang tìm cách giải quyết vấn đề đau đầu này đấy con. Chà, vậy ra không phải lúc nào nhiều máy móc quá cũng tốt ha ba ba. À ha, cái này là... Nó giống với máy tính của ta quá. Nếu sử dụng linh kiện bên này để thay vào, ta có thể sửa được nó. Sửa được rồi thì làm gì? Ngươi có hắc lý quyền điều khiển đoàn tàu như hồi nãy, rồi đá con cừu kia khỏi hệ thống được không? Được, phải được. Ta sẽ nâng cấp chương trình xâm nhập ban nãy, cao cấp hơn hệ thống con cừu kia đang cài đặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thì ra đây là băng truyền vận chuyển sao? Mọi người mau nhảy ra khỏi đó đi. Ôi, máy tính của ta. Nguy rồi, là lò tái chế đấy. Mọi người mau nhảy lên các núi rác đi, đừng để bị cuốn vào. Máy tính của ta. Mời bà bay, lấy lại máy tính giúp ta với. Để ba ba lo. Chớp chớp,
con tìm cách dừng băng chuyền trên đó đi. Vậy Quân đã sẵn sàng. Hey, lê mề quá đi. Con trai giỏi lắm. Máy tính của ta được cứu rồi. Cảm ơn lão Khô Lô. Hồi nãy nhờ ông ném đi nên tôi mới lao tới kịp. Là tại ngươi lề mề quá thôi. Đừng có tưởng bở là ta muốn cứu giúp hay gì. Ra, con robot này mới chính là chướng ngại lớn nhất ở đây. Chắc chỉ cần vượt qua được nó là ta rời khỏi toa này được rồi. Mọi người tiến lên nào. Tám Tuốt, con mau nấp đi cùng tiến sĩ Đơ. Và đưa con tàu lại trạng thái bình thường, có lẽ robot tái chế sẽ được sửa và hoạt động đúng chức năng của nó. Mama nói phải lắm. Vậy ta mau đến toa tiếp theo ngay thôi. Làm việc đi. Ôi, khủng khiếp quá. Thì ra đây chính là xã hội robot thống trị con người mà Cừu Mây hướng đến. Không được lười biếng. Để cô gái đó yên. Phải nhanh chóng hạ hết đám robot này để đến giúp mọi người. Tám Tuốt, con tìm xem bảng điều khiển của toa tàu này ở đâu. Dạ, cứ để con. Ba bự, cố lên Mama Bay, cố lên chớp chớp.
Loại bỏ kẻ xâm nhập. Loại bỏ kẻ xâm nhập. Tám thuốc. May quá, cảm ơn ông Colo nha. Đừng có tưởng bở. Ta không có ý định cứu người trái đất hay chơi trò anh hùng với các ngươi đâu. Là tại cái cửa cứng quá thôi, chúng ta không phá được. Mau dọn dẹp chỗ này nhanh, rồi tiếp tục tới tòa sau. Tám thuốc, còn ném ba lô qua đây cho mẹ. Mọi người ơi, bắt lấy này. Sữa Cool sẽ giúp mọi người bổ sung năng lượng, lấy lại sức lực sau khi đã làm việc vất vả. À, bản điều khiển của ta này đây rồi. Đây, đây rồi. Thế này nữa. Vậy là xong. Mọi người ơi, con tàu đang tạm thời dùng năng lượng dự trữ. Mọi người không cần phải lao động nữa. Con gái giỏi lắm. Trước hết phải đưa những người ở đây trốn đi đã. Nhưng các toa tàu còn lộn xộn lắm. Làm sao họ vượt qua mấy cửa an ninh được hả? Này, khoan đã. Đã mất thời gian với đám robot ở đây, các ngươi còn đòi đem hết mấy tên này đi trốn sao? Hả? Cứ như vậy thì bao giờ mới đến được đầu tàu? Nhưng chúng ta không thể để họ tự đi được, rất nguy hiểm. Ta không quan tâm, chúng ta hợp tác là để đến được đầu tàu, đánh bại con cừu mấy kia, càng nhanh càng tốt. Trò anh hùng của các ngươi làm ta chậm lại. Nào nào, hai người bình tĩnh. Papa nói rất đúng, ta phải đảm bảo an toàn cho người dân. Nhưng Colo cũng có lý, ta không có nhiều thời gian vì năng lượng dự trữ trong khoang này sẽ cạn dần. Có lẽ phải có giải pháp nào xử lý cả hai vấn đề cùng một lúc mới được. Cái đó phải hỏi ta đây, ta đã hack lại thành công vào hệ thống điều khiển rồi. Tốt quá, vậy mau tắt hệ thống an ninh đi, để mọi người ở đây tìm chỗ trú ẩn. Được rồi, xem ta đây. Hey, hey, hey. Rồi đó, các ngươi nhanh chân thì mau mau trốn khỏi đám robot đi. Mọi người mau quay về các toa dân cư đi, có thể trốn ở trong nhà sẽ an toàn hơn. Chúng tôi sẽ giải cứu những người ở các toa khác. Xâm nhập hệ thống của ta. Cường mi, lại là ngươi à lão béo? Tưởng chỉ như vậy mà đòi chiếm quyền điều khiển của ta? Trời, những công dân robot của ta, sao các ngươi dám? Được lắm. Đã vậy thì ta sẽ cho các ngươi tới thẳng đây rồi tiêu diệt một thể. Mất quyền kiểm soát rồi. Nhưng không sao, những toa tàu đã tắt hệ thống an ninh thì vẫn ổn. Đúng là quy trình hack ta làm ra có khác, chính ta cũng không khóa lại được. Kiểu này phải có sự hỗ trợ của tên đã lập trình đồ tàu mới xong. Cừu mây đã mở đường cho ta đến chỗ của nó rồi. Ta đi ngay nào mọi người, không để mất thời gian hơn nữa. Ê, đám đáng ghét kia, cứ chờ đó. Chào mừng mọi người đến với đấu trường của ta. Dù có bao nhiêu robot thì chúng ta cũng sẽ không chịu thua đâu. Xông lên luôn nào, các bạn của ta.
Một mình ta là đủ rồi. Diệt hết các ngươi tại đây. Mọi người ơi, tiến sĩ Nô ở trên kia kìa. Các bạn gia đình nông dân siêu phàm, trong phòng nghỉ vẫn còn người bị mắc kẹt, mau cứu họ. Ta sẽ không cho tên nào sống sót. Để đó cho Baba. Mama Bay, cho ta lên chỗ lão Nô cùng với. Lợi hại quá. À, em có ý này. Ừ, anh hiểu rồi, ta làm thôi. Lão bụi giờ y như quả cà chua. Cái gì? Tấn công nó. Không sợ, mình đã được Hoodie Queen bảo vệ rồi. Dù có tia laser, người cũng không bắn chúng ta được đâu. Thằng nhóc này, xem đi. Lêu lêu lão bụi béo ú, lười dẫn đạo nên không đuổi kịp ta. May quá, mọi người vẫn an toàn. Hả? Mọi người, mau đi theo tụi em. Các anh giúp mọi người ở những toa khác di tản nha. Cừu May ở đây, cứ để gia đình nông dân siêu phàm chúng em lo. Phải mau lấy lại quyền điều khiển con tàu. Ta đang xâm nhập gần sông rồi, phải cần ông phụ một tay nữa. Hai người cứ tiếp tục nghiên cứu ở đây, nhớ cẩn thận những đòn tấn công. Được. Ta cũng sẽ cho các ngươi biết tay. Ta sẽ xử lý ngươi, tên phản bội. Ngươi bây giờ làm gì có cửa với ta? Ngươi mất trí rồi bụi. Chẳng lẽ ngươi chịu làm tay sai cho đám máy móc kia sao? Sống lên. Yeah! Cứu tinh từ khoang nông trại đến rồi đây. Có gì chứ? Mưa ơi, hãy thổi bay bụi bẩn đi nào. Hả? Được lắm. Tỉnh lại coi lão bụi. Ngươi không phải thuộc hạ của Cừu May, mà là đồng minh của bọn ta, là thành viên của Liên Hiệp Ác Nhân. Không lý nào lại bị con Cừu May kia tẩy não được.
thức tỉnh đi. Hả? Ủa? Phải rồi, ta là ác nhân. Ta là lão bụi, cùng khô lô và tiến sĩ đơ thực hiện những kế hoạch sâu xa. Tốt, ngươi tỉnh rồi. Tốt rồi, lão bụi, ông hãy quay lại các toa phía sau và nói đám bụi đỏ dừng tấn công mọi người đi. Hả? Sao ta phải nghe? Bọn ta đang hợp tác mà. Đi, ta cũng sẽ xử đám robot ngoài đó. Hai người uống sữa cun để phục hồi năng lượng đi nè. Đúng loại ta thích. Cảm ơn nhóc con. Những đòn tấn công của chúng ta không có tác dụng nhiều. Còn rắn chắc nữa, ta không thể cận chiến với nó mãi được. Con người, hãy chịu thua đi. Sao các người dám? Ha, đừng vội đắc chí, vẫn còn chúng ta đây. À, là các anh. Hả? Những toa phía sau đã ổn định, bụi đỏ cũng đã được kiểm soát, nên chúng tôi quay lại giúp mọi người đây. Chỉ là một đám cầu thủ thì làm được gì chứ? Chúng ta sẽ không thua trên sân bóng. Lên nào mọi người. Tám Túc, còn mau lấy sữa cun cho các anh bổ sung năng lượng. Dạ. Quả bóng cun lại tích thêm năng lượng. Đừng có đùa với ta. Xem đi. Ta thấy rồi. Không. Ghi bàn nào. Không thể nào. Yeah. Ngươi đã bắn nhầm vào quả bóng ta đá lên cùng lúc rồi. Ta chưa chịu thua đâu. Ta vẫn còn một chiêu cuối cùng. Hả? Nổ đi cho ta.
phá hủy con tàu này đi. Tự hủy sao? Không xong rồi. Đừng lo, chúng tôi đã có lại quyền điều khiển con tàu rồi đây. Mọi người đem cừu máy ra ngoài đi. Rõ rồi. Chúng ta thắng rồi. Cuối cùng cũng xong. Vẫn còn một việc nữa. Nhờ ban nãy bụi đỏ ô nhiễm đã bị hút vào tàu rồi thả hết ra ngoài đường hầm không gian đấy. Đúng là một công đôi chuyện. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không sao mà, dù sao chúng tôi cũng được mời lên để bảo vệ đoàn tàu còn gì. Từ giờ tôi sẽ phải hoãn lại dự án đoàn tàu cứu sinh thôi. Cần phải sửa chữa, nâng cấp và lập trình lại nhiều thứ lắm. Tiến sĩ Nô ơi, nhớ sửa chữa cho cùng May nữa nha. À phải rồi, ta cũng phải chăm sóc cừu mây nữa. Ta muốn nó sẽ lại là linh vật tốt bụng của đoàn tàu. Chà, ta phải nghiên cứu nhiều thứ lắm đây. Và cố gắng để đoàn tàu giúp được nhiều người hơn, không chỉ các công dân ưu tú chẳng hạn. Ví dụ như cải tiến để con người dù sống tiện nghi hơn, cũng không quá phụ thuộc vào máy móc. À, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, giờ sao? Đánh nhau nữa hả? Thôi thôi, ta mệt lắm rồi, về căn cứ nghỉ ngơi cái đã. Sao hôm nay ta phải vận động hàng ngày nhiều hơn cho cơ thể khỏe mạnh mới được. Các ngươi cứ chờ đó, bọn ta sẽ quay trở lại. Rồi rồi, đi về đó. Ta để mấy tên đó chạy như vậy không sao chứ? Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Ban nãy chúng cũng đã phối hợp với chúng ta rất tốt. Tạm thời mối nguy bụi đỏ đã được giải quyết, nhưng chúng ta vẫn nên tuần tra xem đám bụi còn sót lại ở đâu không. Vậy là mọi người lại được ra ngoài rồi. Các bạn nhỏ sẽ tha hồ vận động vui chơi, tập thể dục thể thao để ngày càng khỏe mạnh hơn nữa. Mình cũng phải nhắc nhở mọi người chú ý bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh để trái đất không bị ô nhiễm hơn. Như vậy mới không có thêm thảm họa khác xảy ra, đúng không ạ? Đúng rồi. Đoàn tàu cứu sinh chỉ là một giải pháp tạm thời thôi. Nếu con người không có ý thức bảo vệ mình, thì có bao nhiêu hành tinh xanh đi nữa cũng không bao giờ đủ đâu. Cool Cool vận động mỗi ngày. Sắc ngay thẻ quà Cool, nhận bảo bối siêu Cool. Sưu tập thẻ quà Cool có trong mỗi lốc sữa Cool hoặc trong mỗi thùng túi Cool bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ quà Cool, đổi ngay một quạt đa năng Cool 4 trong 1, thổi bay cường nóng, thoải mái vận động. Thu thập được 36 thẻ quà Cool, nhận liền tay một ba lô chống gù đá di năng, đi học đi chơi tiện lợi, sẵn sàng khám phá thế giới. May mắn săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe đạp thể thao siêu Cool, vận động Cool siêu chiến, chinh phục mọi địa hình. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 4 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2023. Săn ngay các bảo bối thần kỳ nào, các Cooler vận động ơi!